như vậy liền nhau hai cái hồn lực xoáy lực lượng vòng xoáy xoay trên phương hướng là phản bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau cho nên lúc nãy nàng thì khống chế phương hướng hắn là sinh mệnh lực lượng dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn mặc dù bây giờ nàng tinh thần lực lượng còn không phải quá mạnh còn bị thể nổi phức tạp tình huống ảnh hưởng nhưng là vừa tụ tập lại điểm này sinh mệnh lực lượng bản thân lực lượng cũng vô cùng ít ỏi không chiến lại cũng không khó khăn cái này một đoàn nhỏ sinh mệnh lực lượng rất nhanh liền dựa theo ý nghĩ của nàng xoay tròn kỳ diệu ở đây là khi nàng buông lòng khống chế thời điểm cái một đoán nhỏ sinh mệnh lực lượng quả nhiên không có thản ra, chỉ có điều tốc độ xe tròn sẽ có giảm bớt. Nàng biết nếu nhờ những sinh mạng này lực lượng xe tròn tốc độ giảm bớt tới trình độ nhất định vẫn là sẽ tiêu tán nhưng tạm thời duy trì ở đã còn nhiều không tệ trạng thái. Lúc này, thẻ đổi hai loại năng lượng đã bắt đầu hỗn hợp, tuy nhiên không lẫn nhau bài xích, nhưng cũng sẽ không xung hợp lẫn nhau lại bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Lần này đều ánh hoàn toàn cải biến cách làm, năng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một, theo hồn lực lại cùng nhau hai loại năng lượng bên trong rút ra sinh mệnh lực lượng, sau đó xung nhập lồng ngực của mình chỗ cái kia sinh mệnh vòng xoáy. Tại xung nhập một tia sinh mệnh lực lượng đồng thời, nàng cũng sẽ kéo theo sinh mệnh lực lượng lần nữa xả tốc xoay tròn, lấy suy chỉ thăng bằng, Lấy năng hiện tại năng lực, trực tiếp đem hai loại năng lực tách xa là không thể nào, nhưng chỉ là rút ra một chút xíu sinh mệnh lực lượng cũng không có khó khăn quá lớn. Nàng không tận lực để dẫn đào bọn họ dùng hợp, hai loại trên bản chất đều so sánh ôn hòa năng lượng tự nhiên cũng sẽ không sinh ra kịch liệt biến hóa. Trong lúc nhất thời, quá trình tù luyện biến đến bình ổn xuống tới, tốc độ tuy nhiên không nhanh, nhưng đều ánh ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống nhớ tiêm được biện pháp. Thời gian một phần giây đi qua, đều ánh không tiếp tục xuất hiện tẩu hỏa nhập mà số dấu hiệu khi lại một cái 7 ngày trôi qua thời điểm a ngốc cũng cảm thấy biến hóa của nàng khí thức của nàng cũng ban đầu bắt đầu tu luyện sinh sinh quyết lúc so sánh đã hoàn toàn ổn định lại ổn định khí thức cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thư thích sinh mệnh khí thức cũng rõ ràng biến đến nồng nặc thì liên ra thịt đã biến đến càng phát ra trong suốt sáng long lanh a ngốc yên lặng cảm thụ được trong cơ thể của nàng tình huống biến hóa nhất thời giật nảy cả mình hắn phát hiện ra đều ánh thể nội một nhiều hơn giá phân nửa sinh mệnh lực lượng đều đã tụ tập tại chỗ ngực không có nếm thừa cùng với bụng dưới vùng đan điền huyết mạch huyền thiên công hồn lực kết hợp mà chính là tự hành hệ thống đảo ngược xoay tròn hiện tại cái này sinh mệnh vòng xoáy đã có thể tự mình xoay tròn đồng thời dẫn dắt thể nội cũng theo hải thần hồ bên trong hấp thu mà đến sinh mệnh năng lượng tiến vào trong nước xoáy hai loại năng lượng hình thành vòng xoáy vẫn luôn luôn mỗi người vận chuyển phân biệt rõ ràng rõ ràng có 60% vận hành lộ tiến là trọng hợp nhưng bởi vì cuối cùng nơi hội tụ khác biệt lại có điểm không liên quan tới nhau cảm giác Tuy nhiên cái này còn không có là đúng ý nghĩa đem hai loại công pháp hỏa là một thế. Nhưng đứa bánh tuổi còn nhỏ có thể làm đến điểm này đã khiến A à Ngốc chấn kinh. Tây hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn chỉ là hy vọng đứa nhỏ này có thể kiên trì, có thể bằng vào ý chí của mình kiên trì. Chỉ cần ý chí của nàng lực lượng đầy đủ, tương lai tù luyện chính mình lại dẫn đạo nàng chính là như vậy. Không nghĩ tới đứa bánh ngộ tính cao như thế, tìm được con đường như vậy. Mà con đường như vậy cùng với A à Ngốc kế hoạch ban đầu đều là không giống nhau, nhưng nhìn quá lại là 10 phần có thể được, thật không hổ là thần vương chi nữ. A à, ngốc không tiếp tục quay ngược về phòng nghỉ ngơi thì tự nhiên yên lặng ngồi tại hải thần hồ ven quan sát đến tới ánh tình huống tuy nhiên đều ánh tìm được một đầu chính xác con đường nhưng muốn đi thông con đường này cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong đó khó khăn nhất địa phương ngay tại ở chỗ làm hai loại năng lượng đạt tới thăng bằng thời điểm như thế nào hoàn thành bọn họ đúng nghĩa cầu thông cùng lẫn nhau chuyển hóa từ đó để hai loại năng lượng hòa là một thế hình thành đúng nghĩa đồ đàn điền lấy tu vi hiện tại của nàng tinh thần lực lượng là căn bản không có có khả năng đạt tới loại trình độ kia đến lúc đó nhất định phải cần có người dẫn dắt nàng mới được đứa nhỏ này không chỉ có kiên quyết càng là thùng tuệ a ngốc đã có một chút thích chính mình cái này tiểu đồ đẽ cương liệt đau đớn bao phủ toàn thân y thần chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể dường như đều đã phá thể nội lực lượng phá hoại chính đang điên cuồng chút xuống phảng phất muốn đem chính mình thân thể mỗi một chỗ xé rách loại thống khổ này căn bản không phải hắn có thể chịu được mà càng làm choán vừa pháp tiếp nhận chính là chính mình tâm tâm khổ khổ tu luyện dựa theo bản thể tổng phương thức tu luyện là được hồn lực đã triệt để bị lôi tưởng một trưởng kia tập đập tan không có hồn lực dẫn đào phá phổi chịu lực lúc này liền như là núi lửa bộc phát đồng dáng muốn đem hắn chết để thôn thể bởi vì hắn huyết mạch đặc thủ tính lục trương phủ mẫu thể cẩn thận suy nghĩ phía dưới quyết định để hắn đi bàn thẻ tùng lộ tuyến đồng thời thì hắn là dựa theo bàn thẻ tùng vô lậu kim thần phương hướng tiến hành tù luyện hắn chỉ có thể đem thẻ phách luyện chế đến cực hạn mới có chịu đựng lấy cái này lực lượng phá hoại khả năng mới không còn tại thủa thiếu thời thì chết yếu y thần có nghiệp mẫu tử phú thu nhỏ ngay tại mẫu thần nghiệp khác sẽ bà phía dưới lớn lên Bản thân hắn lại di chuyển phụ thần tính cách, mươi phần nhu thuận nghe lời, cho nên đoạn đường này tù luyện hắn tuy nhiên ăn thật nhiều khổ, nhưng cuối cùng là đem bản thể tổng vô lậu kim thần tù luyện tới nhập môn. Chỉ có chính hắn mới biết được tù luyện đến một bước này đến cỡ nào không dễ dàng. Thế nhưng mà chính mình cái này 7-8 năm khổ luyện lại bị vị này mới vừa quen lão xưa một bàn tay đi đập nát. Đây chính là hoàn toàn phá nát. Hắn nội tầm thống khổ, thậm chí càng vượt qua thân thể thống khổ, nước mắt một chút thì đi ra khóc cái gì nam tử hán đại trượng phú đổ máu không đổ lẽ đây là ta lần thứ nhất nhìn người sợ lẽ cũng hy vọng là một lần cuối cùng lôi tường âm thanh trầm thấp vang lên sau đó y thần cũng cảm giác được vị lão sơ này một trưởng đánh ra trên người của mình nói cũng kỳ quái chính mình như vậy táo bà phá phôi chi lực thay hắn nhất trưởng trưởng vỗ xuống về sau căng trở lên trên ôn thuận rất nhiều đồng thời toàn bộ hướng về chỗ ngực ngừng tụ mà đi chậm rãi ngừng tụ thành đoán không lại tàn phá bừa bãi tại lôi tưởng bàn tay không ngừng đánh ra phía dưới y thần thân thể bắt đầu dần dần phát động rất nhanh liền biến đến như là tôm luộc đồng sáng toàn bộ thân thể đều đỏ thấu cảm giác nóng bỏng lạnh cho hắn sống nhớ tiến vào hỏa lò lồng sáng để hắn sống nhớ liền nộ tâm thống khổ đều quên dần dần y thần ý thức bắt đầu biến đến có một chút hỗn độn lên thân thể sống nhớ bắt đầu hạ nhiệt độ cái này hắn cuối cùng là sảng khoái một chút dường như toàn thân đều muốn trầm tĩnh lại nhiệt độ dần dần bắt đầu giảm xuống ấm áp dần dần biến thành mát lạnh vẫn như cũ rất dễ chịu thế nhưng mà làm cái kia mát lạnh dần dần biến thành lạnh lẽo hắn dùng mình một cái hắn lần nữa thành tỉnh lúc đó đã lạnh đến run rẩy bẫy. Lạnh quá, Hà lúc này thân thể đã biến thành màu tím đen, bằng lãnh khí tương quanh quản lấy thân thể mỗi một chỗ, khiến cho cả người của hắn đều run rẩy kịch liệt. Hắn ẩn chứa có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình hàn ý chính lần theo một cái phương hướng vận chuyển. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể cắn chặt rằng hết sức nhẫn lại nấy. giúp cuồng thì cái kia cực hạn bằng lãnh khiến cho toàn thân hắn chết lắng, lần nữa lâm vào hỗn độn bên trong tại u ám bên trong y thần sống nhiều nghe đến lão sư tại đời phi hắn giảng thật cái gì Hôm nay ta tuyển cho người cuồng thần quyền, người thể nội huyết mạch có lực lượng phá hoại, cường đại nhất địa phương là bà Phát. Cha mẹ của người trước đó vì người tìm chỗ hướng không thể nào nói là sai, bọn nó chỉ là phải tăng cường người thể phách để thân thể của người có thể thừa nhận được phần này phá phôi chi lực, miễn cưỡng đem phá phôi chi lực khóa vì lực lượng của mình. Nhưng làm như vậy lại đưa người cái này rất có thể có duy nhất tính huyết mạch lãng phí, muốn triệt để phát huy ra phá phôi chi lực như vậy chẳng những muốn thân thể có thể tiếp nhận, còn muốn có thể chân chính mà đem sử dụng phá hoại lực lượng bên trong cường đại bảo phát lực, làm người có chính thương cường đại bảo phát lực lượng, không phát động thì thôi. Một khi đem phá vô chi lực phát động, cái kia tất nhiên là nhất kích chiến thắng. Chỉ là tu luyện ta cuồng thần quyết, lấy người huyết mạch phá hư thực tính, tất có thể sẽ dẫn đến thân thể không thể thừa nhận, đổ dầu vào lửa sẽ đè cho mặt người dần bạo thể mà chết nguy hiểm. Cho nên ta đồng thời dạy người thiên ma quyết, lấy thiên ma quyết ẩm lãnh, lại trung hòa, cuồng thần quyết bảo ngược ôn dưỡng người phá lôi huyết mạch. Tương lai hai đại công pháp hợp là một thể thời điểm, cũng là người có thể bầu phát xa mạnh nhất lực lượng phá hoại thời khắc, cũng là người truyền thừa tà y bát thời điểm. Chờ người tỉnh lại, cần dựa theo ta truyền lại người 12 loại công pháp tiến hành tu luyện. Ban ngày tu luyện cuồng thần quyết, ban đêm tu luyện thiên ma quyết, lấy ngươi phá lời huyết mạch cơ sở, tăng thêm tao vì người cải thiện huyết mạch. 49 ngày, lúc có tiểu thành, đến lúc đó ta lại tới kiểm tra truyền cho người chính thức xác tỉnh chế pháp. Y thần lúc này ý thức tại hoàn toàn tiếp thu được những lời này về sau, giúp cuộc lâm vào yên lặng, hắn đã hôn mê đi. Mộng Tân Bạch lúc này không ngừng mà kêu to A à một tiếng, hắn không có cách nào không kêu to, không chỉ có võ hồn bị phế, hắn đã có thể vận dụng tự nhiên hồn linh cùng bị tách ra, tại thân thể chấn động bên trong, tứ chỉ bách hải của hắn dường nhớ đều đã bị chia rẽ. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình vị này không đáng tin cậy chu lão sửa cũng là tại trà tấn chính mình. Lúc này mộng tuyến bạch toàn thân đã biến đến xanh xanh đỏ đỏ, thoa khắp các loài dược thảo chất lỏng, quần áo trên người sớm đã không thấy tăm hơi. Khóe miệng của hắn còn lưu lại vài miếng hoa cúc cánh hoa, hiển nhiên là lúc trước bị cứ như thế mà nhét vào trong miếng. Có điều thân thể của hắn cứng ngắc đồng thời không ngừng lại run rẩy. Nó sợ hắn lúc này tuyệt đối sẽ chịu không được. Chu Duy Thanh thì đứng ở bên cạnh hắn, trái lại xem lại xem, có một chút hài lòng gật đầu nói. Vẫn còn cái này sợ nhân này cũng không tệ lắm, đã nhận lấy như thế kích thích thân thể cải tạo, tinh thần ý chí để không có nửa phần tán loạn, Tôi còn nhỏ, ý chí thì kiên định như vậy, so với ta lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều. Có thể coi như con rẻ bồi dưỡng, quay đầu nhất định phải sinh cái nữ nhi. Chu Duy Thanh nhớ kỹ, trung quanh thân thể một cách tự nhiên thì có các loại nguyên tố chi lực sinh ra. Những nguyên tố này chi lực đầu tiên là chậm rãi đánh vào mộng cảnh bạch thần phía trên, về sau liền lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong thân thể của hắn mộng tấn bành trên thân sặc sỡ sắc thái càng nhiều hơn nữa chính là đến từ những nguyên tố này nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đấm đều là thiên tả địa báo mộng tấn bạch chính mình cũng không biết mình đã dùng nhiều loại thiên tả địa báo mà lại những thiên tả địa bảo này là đi qua chu duy thành tình luyện, không đến mức quá bá đạo chính như mộng tấn bạch chính mình chỗ cảm giác được như thế lúc này hắn cải biến cũng đã phá rồi lặp lại Chu Duy Thanh nhìn chúng không phải là mộng tấn bạch thiên phú, mà chính là hắn trầm ổn, cơ trí, từng trái. Tại nhiều như vậy học viên bên trong, ở phiên diện này hắn làm biểu hiện được tốt nhất một cái. Bản thân hắn có năng lực thu hoạch được đẹp nhất, cũng chỉ là cầm hơn 30 tiền. Vì có thể thu hoạch được càng nhiều đến thư hải thần hồ trong hồ nước sinh mệnh năng lực, loại này thiết phùng tính, xuất hiện ra tại chỉ có mười mấy tuổi hài tử bên trên thân vẫn là vô cùng hiếm thấy điện thâm cũng không phải trên người của thiếu niên nên xuất hiện ra tình huống bình thường chu suy thanh nguyên bản mục tiêu là y thần bởi vì hắn cũng cảm thấy y thần lực phá hoại cùng với mình đại lực thần thần chi vị trí truyền thừa vô cùng phù hợp hắn tự thần cũng đã đi bạo phát lộ tiến đang tiếc rằng hắn đánh không lại cuồng thần lôi tường cuối cùng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt bị lôi tường đoạt y thần lùi lại mà cầu việc khác mộng tấn bạch lúc nãy là hắn cho rằng lựa chọn tốt nhất quả nhiên mộng tấn bạch cũng không có để hắn thất vọng cái này là liên tiếp cải táo đứa nhỏ này hoàn toàn chịu đựng được loại này cường ép thoát thai hoàn cốt mang tới thống khổ có thể nghĩ hắn lai toàn bộ thành chính đều không có hôn mê mà là chân chính kiên trì được cái này thật sự là đáng quý Chu Duy Thanh thủ luyện là thẻ trầu ngưng hình, ý trầu thác ấn đặc thù công pháp, ý trầu thác ấn ngưng tụ ra là cái loại nguyên tố trên lực để hắn có thể trưởng khống nguyên tố, mà thế trầu ngưng hình thì là tăng cường lực lượng, đồng thời có thể hóa thành áo giáp, nhưng hắn hiện tại dùng tại mộng tấn mạch trên người lại cũng không là loại mô thức này. Chu duy thanh hiện tại miễn cưỡng bước vào thần vương tầng thứ, nơi làm tại nhiều vị thần vương nhất là hải thần đường tam trợ suốt phía dưới mới làm được. Hắn biết lấy thiên vú của mình nội tình, cái này bên trên cơ bản cũng đã là chấm dứt, rất khó tiến thêm một bước, cũng là bởi vì hắn tại lúc đầu lúc tu luyện hai loại phương thức lựa chọn là sai lầm, sai lầm nguyên nhân căn bản là ở chỗ thể châu ngưng hình cùng với ý châu thác ẩn rất khó chân chính ý nghĩa phía bên trên hòa làm một thế. Điều này cùng với cuồng thần lôi quyết, cùng với thiên mà quyết xung hợp lẫn nhau thì không đồng dám. Từ thần ả à ngốc cũng là sinh sinh quyết cùng với mình tự cứu quyết dung hợp, cái này mới thành tiểu hai vị này cực mạnh lực lượng. Quang Minh Thần Vương Trường Cô Nguy, đó là gần nhớ đem chính mình thủ luyện thành nhiều trước là hàng tinh đồng sản thần túy quang tục tính Thần Vương, vô cùng cường đại. Chính thức huyết mạch cường đại có một không hai chu thần là Long Thần, giống đại lực thần chu Duy Thanh, cầm đến dịp âm trước bọn họ đều vẫn là muốn yếu một ít cũng là bởi vì bọn họ tự thân công pháp nội tình bao nhiêu đều có chút vấn đề trong đó lại lấy chu duy thành là nhất yếu cho nên đã là tới cái này dạy học hắn đương nhiên hy vọng chính mình sẽ giữ học viên có thể tránh được chính mình đã từng đối mặt vấn đề nhưng trên thực tế chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối dùng mộng tấn bạch bắt đầu lại từ đầu tiến hành thí nghiệm thì có rất lớn tỷ lệ sai số coi như xảy ra vấn đề lấy mộng tấn bạch chút tù vì ấy chu duy thành cũng có thể rất nhanh giúp hắn uốn lắn tới mà lại mộng tấn bạch thành công như vậy chu duy thành tự thần thậm chí đều có thể dựa theo mộng tấn bạch phương thức tiến hành cải thiện từ đó để cho chính mình nắm giữ càng tiến một bước cơ hội có thể trở thành thần vương vì nào không phải có đại trí tuệ tồn tại chu duy thành cũng không ngoại lệ Tiểu tử ta biết người bây giờ rất thanh tính, người nghe rõ sáng từ giờ trở đi, ta truyền cho người thẻ châu ngưng hình chi pháp, thẻ châu hết thẻ có thể chia làm 12 viên, mỗi một viên thẻ châu đều muốn giao phó người một phần lực lượng, càng có thể hóa thành vũ khí của người hoặc là khải sát, mỗi một viên thẻ châu đều có thể đem thân thể của người cường độ để cao mạnh, ta phế bỏ vũ hồn của người, nhưng cũng đồng thời để người thoát thẻ hoàn cốt, đồng thời dùng thiên tài địa bảo bổ túc người tiên thiên không đủ, người bây giờ có thể bắt đầu sợ theo ta thẻ châu cùng hình tu luyện. Trong vòng 49 ngày, nhất định phải ngừng tụ ra viên thứ nhất thẻ châu, người mới có thể thực sự trở thành chúng ta hệ thực học khai sơn đại đệ tứ. Bằng không mà nói, người liền trở về trọng tù người nguyên bản võ hồn tốt, ta vì người cải thiện thể phách đủ để cho người trong thời gian ngắn tù luyện về người nguyên bản tầng thứ, đồng thời có càng lớn tiềm năng nghe rõ chưa mong tân bạch nghe chùa duy thành âm thánh cảm thụ được thân thể của mình kịch liệt đau nhức lúc này tâm tình của hắn đã dần sần bình ổn lại vô luận nó như thế nào trước mắt vị này cũng là sở lấy các học viện một vị hệ chủ nhiệm tuy nhiên cảm giác không phải như vậy đáng tin nhưng hắn có lẽ vẫn là có thể tin